diễn viên Hữu Tính là thiếu gia giàu có suy sụp khi gia đình phá sản, bạn gái quê 5 năm cùng đồng hành qua khó khăn. Tới thời điểm này nha, em tương đối là em chững chạc, càng lớn em càng muốn làm nhiều hơn là nói. Nam diễn viên Hữu Tính được biết đến là một người đa tài, xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh. Hơn 10 năm trước, nam diễn viên gặp được nghệ sĩ Hồng Vân và được nhận vào sân khấu kịch. Thời gian đó, anh chỉ đóng vai quần chúng và dần dần được nhiều người biết đến hơn. Nam diễn viên sinh năm 1978 là một trong số ít những nghệ sĩ xuất thân từ gia đình giàu có. Anh thừa nhận có ba mẹ khá giả luôn bảo bọc và chở che cho anh trong suốt thời gian làm nghề còn bấp bênh. Được biết, Hữu Tính sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm kinh doanh bất động sản. Gia đình có điều kiện kinh tế nên Hữu Tính cũng thoải mái thử sức với đam mê nghệ thuật. Ngoài việc trở thành diễn viên hài, anh còn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thời trang thiết kế. Thời điểm 25 tuổi, nam diễn viên còn có sự hợp riêng đắt đỏ. Có gia đình làm chỗ dựa vững chắc nên từ nhỏ Hữu Tính đã là một thiếu gia chính hiệu. Anh thoải mái hơn trong việc chi tiêu so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, biến cố ập đến trong thời kỳ bất động sản đóng băng, gia đình Hữu Tính phá sản, nhà cửa đất đai của gia đình đều phải bán hết. Thậm chí chàng thiếu gia năm ấy phải bán luôn xe hơi để phụ tiền cho bà mẹ xoay sở. Đứng trước số nợ lớn, nam diễn viên từng nghĩ quẩn, anh chia sẻ cùng Vietnamnet: 3 năm trước tôi kiệt sức khi phải trả nợ 60-70 triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy tôi lao vào công việc, nhận bất cứ gì có thể, ngoài diễn, tối khuya tôi viết kịch bản. Đến gặp các nhà sản xuất, tôi được mời diễn nhưng xin luôn viết kịch bản, đạo diễn. Do đó thay vì kiếm được vài triệu, có khi tôi thu được chục triệu mỗi ngày. Tôi làm nhiều và thường xuyên rơi vào tình trạng kiệt sức. Có ngày tôi chỉ ngủ được nửa tiếng. Tôi bị bạc nhiều cũng do lo nghĩ, làm việc quá nhiều. Vất vả nhưng tôi luôn tự nói với lòng phải sống bởi còn nhiều người trông chờ ở mình. Bên cạnh đó, anh còn được quan tâm bởi chuyện tình lãng mạn với bạn gái Trúc Anh. Được biết, Hữu Tính và Trúc Anh quen nhau khi biểu diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Đến nay, cả hai đã hẹn hò được 5 năm. Bạn gái của Hữu Tính được khán giả nhận xét là có nét đẹp ngọt ngào, dễ thương, rất xứng đôi với nam diễn viên. Giờ có đi ra đi ăn không? Kêu đi mà cứ nằm như hoài vậy. Đâu lên? Ê, làm gì vậy? Tốt. Kéo sao mà được? Cứ quần tốt. Cô nàng phải lòng với nam diễn viên bởi tài nghệ, lối nhập vai tự nhiên, có nhiều lần trò chuyện, đi chơi cặp đôi đã chính thức nên duyên. Trao đổi với Sinh Niu, Hữu Tính từng nhận xét về bạn gái của mình rằng công việc, cuộc sống quá căng thẳng, nhiều ganh đua nên về nhà tôi chỉ muốn bình yên, vui vẻ, Trúc Anh cho tôi cảm giác đó. Tôi không giấu giếm chuyện tình cảm nhưng cũng không muốn ngông ngào. Đến thời điểm này, mọi thứ đã chín mùi, chúng tôi tự tin chia sẻ với mọi người. Trúc Anh từng thừa nhận Hữu Tính giúp đỡ mình rất nhiều trong con đường nghệ thuật. Dù bận rộn với công việc, nhưng anh vẫn thường xuyên dành thời gian để hướng dẫn bạn gái diễn xuất, dùng đài từ. Cũng từ đó, Trúc Anh phát triển thuận lợi hơn trong showbiz, đặc biệt là các dự án lồng tiếng. Bên nhau đã 5 năm, nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn mặn nồng. Trên Facebook cá nhân, cả hai thường đăng tải những khoảnh khắc thân mật chăm sóc lẫn nhau. Hữu Tính và Trúc Anh cũng dành thời gian đi du lịch để có kỷ niệm đẹp. Từ một chàng thiếu gia giàu có, Hữu Tính không còn gì trong tay, rồi lại từ con số 0 tạo nên thành tựu mới, điều đáng trân quý của một người diễn viên. Về phần tình duyên, anh có mối tình hạnh phúc nhưng chưa lên kế hoạch cụ thể cho hôn lễ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.